Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 16 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội lần thứ tư Hội khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Cảnh báo tình trạng lấy đất mặt ruộng nông nghiệp trái phép ở huyện Yên Mỹ. Chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ em khôn lớn với học sinh tiểu học. Trường Phan Xào Nam, huyện Phù Cử tổ chức hội khóa 1963-1971. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội khuyến học tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. 5 năm qua, công tác xây dựng phát triển tổ chức hội khuyến học được quan tâm cả về số lượng và chất lượng, trở thành phong trào rộng lớn, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Hiện toàn tỉnh có trên 4.300 cơ sở hội với gần 150.000 hội viên. Quỹ khuyến học được phát triển từ nhiều nguồn dưới nhiều hình thức đa dạng. Nhờ có quỹ khuyến học, mỗi năm hàng nghìn lượt học sinh vượt khó học giỏi, học sinh giỏi các cấp được tặng thưởng, nhiều trường được hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4.000 gia đình hiếu học, trên 1.000 dòng họ hiếu học, trên 600 cộng đồng khuyến học. Điển hình như họ Nguyễn, làng Dung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, họ Phan, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, họ Lê, họ Nguyễn Quang, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử. Cái kỳ vọng tôi là bây giờ là cái tập trung vào để nâng cao cái chất lượng của cái khuyến học, nghĩa là làm sao cho nhiều cháu học giỏi hơn nữa, tạo thành phong trào thi đua học tập cho các cháu, nhiều cháu đỗ vào các trường đại học, cao đẳng dạy nghề, và cái phong trào học tập của các cháu trong toàn tỉnh ta mạnh hơn. Nhiều cháu học giỏi lắm nhưng mà vì do hoàn cảnh khó khăn nên là các cháu nó không học tập được, không thể là bỏ dở hoặc là không tiếp tục học nữa, thì cái quỹ khuyến học chúng ta phải tập trung vào giúp đỡ một phần nào để động viên các cháu, để các cháu tiếp tục học tập được. Tôi cùng vợ tôi là Nguyễn Thị Thư đã thành lập quỹ học bổng Tô Hiệu để mà tặng các cái học bổng với hàng trăm em học sinh trong 20 năm qua, và nhiều em hiện nay đã trưởng thành, trở thành những cán bộ xuất sắc. Thế chúng tôi thì hy vọng rằng là trong 5 năm tới, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Nhân dân tỉnh, cũng như sự đóng góp nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cũng như các bà con người Hưng Yên hiện nay sinh sống ở xa quê, chúng tôi nghĩ rằng là sẽ mang lại có những cái hoạt động có cái sức sống mới, tươi mới hơn, sinh động hơn, để mà huy động được cái nguồn lực, thu góp được nhiều tiền, nhiều của để mà tặng được nhiều học bổng cho các học sinh. Nhiệm kỳ 2016-2021, công tác khuyến học khuyến tài sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, xây dựng phong trào học tập suốt đời, hướng tới một xã hội học tập bằng những bước đi thích hợp cụ thể, phát triển quỹ khuyến học đủ mạnh và quản lý chặt chẽ, để mạnh công tác thông tin tuyên truyền về nâng cao phong trào tự học, tự rèn luyện. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Hội khuyến học các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, để công tác khuyến học tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đồng chí đề nghị. Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Chính phủ, của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Xác định xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng với các nước trên thế giới. Từng gia đình, từng dòng họ, từng thôn xã, từng huyện và tỉnh nhà cần phải tập trung cao độ cho khuyến học khuyến tài. Hội khuyến học từ tỉnh tới cơ sở cần làm tốt công tác tham mưu giúp các ủy chính quyền các cấp đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần xã hội hóa giáo dục. Hội làm nòng cốt trong việc liên kết, kết hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, củng cố kiện toàn và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tổ chức tốt thực hiện
quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, trong dòng họ, trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập, phối hợp với các ngành giáo dục đào tạo thực hiện quyết định số 971 của Thủ tướng và sự chỉ đạo của Hội Khuyến học Trung ương về dạy nghề cho người lao động ở nông thôn tại các trung tâm học tập cộng đồng. Ba là phát triển quỹ khuyến học các cấp phối hợp với các ngành giáo dục đào tạo giúp đỡ nhiều hơn các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập, kịp thời khen thưởng động viên học sinh giỏi, học sinh đỗ điểm cao vào các trường đại học, giáo viên dạy giỏi ở các cấp, tạo động lực thúc đẩy hoạt động dạy và học trong nhà trường. Tôi cũng đề nghị Hội Khuyến học tỉnh nghiên cứu rồi tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban tổ chức cái buổi lễ vinh danh những người thành tài trong quá trình học tập. Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt hoạt động khuyến học khuyến tài tại địa phương, đơn vị mình gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển giáo dục đào tạo theo nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội đảng các cấp đã đề ra. Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể chính trị, các sở ban ngành đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở cần phối hợp với Hội Khuyến học để thực hiện tốt chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh nhà. Đại hội Khuyến học tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ra 33 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa 4. Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh đã thống nhất bầu đồng chí Hoàng Văn Thịnh tái cử làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội đã nhất trí suy tôn đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội cũng nhất trí đổi tên Quỹ Khuyến học tỉnh thành Quỹ Khuyến học Tô Hiệu Hưng Yên. Tại đại hội, Hội Khuyến học tỉnh đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 27 cá nhân được Trung ương Hội tặng kỷ niệm chương về công tác khuyến học khuyến tài, cùng một số tập thể cá nhân được tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh luôn bám sát chủ trương đường lối của Đảng, nghị quyết chỉ thị của các cấp ủy, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động cá nhân tham gia như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào xây dựng khu dân cư 3.0. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận và biểu dương kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục tuyên truyền nghị quyết Đại hội 18, thực hiện tốt công tác phản biện xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư 3.0. Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Đa Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Những năm qua, nhân dân thôn Đa Ngưu tích cực xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thôn không còn hộ nghèo, bình quân thu nhập đầu người trên 20 triệu đồng một năm, 100% các hộ đều đã được dùng nước hợp vệ sinh, trên 90% gia đình đạt gia đình văn hóa, nhiều năm liền thôn không xảy ra tình trạng mất trộm cắp hay đánh cãi nhau. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà thôn đã đạt được, đồng thời mong rằng thôn tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần tập thể, tinh thần tự chủ, tích cực tham gia vào các phong trào, các cuộc vận động đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết các cấp, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân dịp này, thôn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen, nhiều gia đình được nhận danh hiệu gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền. Nhân dịp Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ 15, chiều nay đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Yên Mỹ. Cùng đi có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Mỹ. Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thoa, một gia đình cách mạng gương mẫu ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú.
Mẹ Thoa năm nay vừa tròn 90 tuổi, mẹ có hai con là liệt sĩ, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau khi ân cần thăm hỏi sức khỏe của mẹ, chúc mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho gia đình và xã hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thoa. Cũng trong buổi chiều nay, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà cho chị Nguyễn Thị Thiện, thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, một hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, chồng nghiện ma túy, bản thân chị đang bị ung thư tủy, phải nuôi hai con nhỏ. Tin buồn. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Động. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ân Thi, thành phố Hưng Yên. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên. Ban tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Đoàn Trọng Đĩnh, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1944, quê quán thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Thường trú tại số nhà 150 Đoàn Thị Điểm, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên. Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đồng chí được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều huy chương bằng khen giấy khen của các cấp, các ngành. Do tuổi cao, bệnh nặng, mặc dù được gia đình chăm sóc, các y bác sĩ tận tình chữa trị, song đồng chí không qua khỏi và đã tạ thế hồi 13 giờ 30 phút ngày 16 tháng 11 năm 2016, tức ngày 17 tháng 10 năm Bính Thân tại nhà riêng, hưởng thọ 72 tuổi. Lễ viếng đồng chí Đoàn Trọng Đĩnh từ 20 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2016 tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Lễ truy điệu vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11 năm 2016 và an táng tại nghĩa trang thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ban tổ chức lễ tang và gia đình trân trọng kính báo. Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức lễ tang đồng chí Đoàn Trọng Đĩnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban tổ chức lễ tang đồng chí Đoàn Trọng Đĩnh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, gồm các đồng chí. Trưởng Ban, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các thành viên. 1. Đồng chí Phạm Huy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Kim Động. 2. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 3. Đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 4. Đồng chí Nguyễn Minh Hanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 5. Đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hưng Yên. 7. Đồng chí Mai Xuân Giới, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi. 8. Đồng chí Nguyễn Thanh Quán, đại diện Ban Liên lạc Tỉnh ủy viên hưu trí. 9. Đồng chí Đào Đức Nhiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Lương Bằng. 10. Đồng chí Hoàng Quốc Phượng, Bí thư Đảng ủy phường Lê Lợi. 11. Đồng chí Vũ Duy Hưng, trưởng thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng. 12. Ông Đoàn Xuân Vui, đại diện gia đình. Thay mặt Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đỗ Xuân Tuyên. Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đoàn Trọng Đĩnh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Đoàn Trọng Đĩnh, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại thôn Đồng Lý, xã Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, trong một gia đình trung nông có truyền thống hiếu học.
từ tháng 8 năm 1964 đến tháng 8 năm 1965, đồng chí là cán bộ chi cục thống kê tỉnh Hưng Yên. Từ tháng 8 năm 1965 đến tháng 2 năm 1967, đồng chí sang nước bạn Trung Quốc du học và là sinh viên ngành Trung văn Trường Đại học Nhân dân Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ tháng 2 năm 1967 đến tháng 4 năm 1971, đồng chí học chuyên ngành cơ khí nông nghiệp tại Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội. Sau khi hoàn thành khóa học, đồng chí trải qua nhiều vị trí công tác tại huyện Kim Thi, giữ trọng trách lãnh đạo huyện Kim Thi. Đến tháng 1 năm 1997, đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 1 năm 2004, đồng chí là tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Dù có quy định cấm, nhưng trên địa bàn xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ vẫn xảy ra tình trạng lấy đất mặt ruộng trái phép. Khu vực bị lấy đất mặt ruộng nằm ngay giáp đường 200, đoạn giáp với trường cao đẳng nghề North. Tại đây có hai xe ba bánh tự chế đang chờ đất ruộng vừa lấy tại khu ruộng mới được cây ải. Qua tìm hiểu được biết, chủ xe là người dân trong xã Trung Hòa. Cả hai xe đều lấy đất ruộng từ nhiều ngày nay nhằm mục đích bán cho một số trang trại đang tiến hành cải tạo trên địa bàn xã. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên đất và quản lý phương tiện xe tự chế đã bị cấm lưu hành, thiết nghĩ Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa cần sớm có các biện pháp hành chính cũng như áp dụng chế tài xử phạt nhằm răn đe cũng như chấm dứt tình trạng lấy đất mặt ruộng trái phép. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn do Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam chính thức khởi động cho trên 3.000 học sinh của 6 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, trong học kỳ 1 năm 2016-2017, các em sẽ được dùng sữa đậu nành Famikit miễn phí, qua đó giúp các em tăng thể lực, thể chất và đảm bảo dinh dưỡng phát triển toàn diện. Chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn năm 2016 là một phần trong dự án do Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam thực hiện với mục tiêu mang 2,2 triệu suất sữa đậu nành Famikit cho khoảng 26.400 học sinh tiểu học tại 8 tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi trong học kỳ 1 năm học 2016-2017. Tại trường tiểu học Chính Nghĩa, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, trong năm học này, 415 học sinh của nhà trường sẽ được uống sữa Famikit đều đặn vào giờ ra chơi. Tại các trường thuộc khu vực nông thôn, đa số trẻ em còn bị hạn chế trong việc tiếp cận với nguồn dinh dưỡng từ sữa. Ngoài việc được uống sữa Famikit, các em còn được vận động thỏa thích thông qua các trò chơi vui nhộn, kích thích sự sáng tạo và nhanh nhạy trong học đường. Đây là sữa Famikit ạ, và cháu cảm thấy nó rất ngon ạ, có vị của sô-cô-la ạ. Chương trình sữa đậu đường dành cho học sinh trường tiểu học Chính Nghĩa đối với chúng tôi có một cái ý nghĩa hết sức nhân văn và có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống của nhân dân. Bởi vì thông qua chương trình này, các em có cơ hội phát triển về mặt thể chất, đặc biệt là các em học sinh ở vùng huyện nghèo, vùng nông thôn. Với cái chương trình sữa học đường dành cho học sinh này thì chúng tôi nhận thấy là các em học sinh có niềm vui hơn khi đến trường, giúp các em có chuyên cần, nâng cao cái việc là ý thức học tập cũng như là yêu thích cái việc học tập hơn. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Việt Nam hiện đang đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng, một mặt vừa đối phó với tình trạng gia tăng tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì, mặt khác lại vừa phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm 24,9%, chủ yếu tập trung tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Trong khi đó, tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì đang có xu hướng gia tăng chiếm 6%, đặc biệt là tại các khu vực đô thị. Do đó, cải thiện thể trạng, phát triển cân đối, hợp lý cả về thể chất lẫn trí tuệ cho trẻ là vấn đề cần có sự quan tâm, chung tay của các cấp các ngành, các địa phương, sự chung tay của các doanh nghiệp sản xuất sữa và các tổ chức. Như chúng ta biết rằng là cái trẻ lứa tuổi học đường, đặc biệt là trẻ lứa tuổi mầm non và tiểu học là cái độ tuổi rất là quan trọng và quyết định cái việc phát triển về thể lực, về tầm vóc, đặc biệt là chiều cao của trong cái cuộc đời của mỗi con người. Và trong cái việc để tạo nên cái sức khỏe thì dinh dưỡng là một yếu tố rất là quan trọng. Và chúng ta cho thấy là
những cái khoa học nghiên cứu cũng cho thấy là cái tỷ lệ mà trẻ suy dinh dưỡng ở Việt Nam chúng ta vẫn còn rất là cao, đặc biệt là tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở thể thấp còi, và cũng chúng ta thấy là cái chiều cao của thanh niên Việt Nam chúng ta vẫn còn thấp hơn so với cái chuẩn về cái chiều cao mà Tổ chức Y tế Thế giới đã ban hành. Điều đó cũng cho thấy rằng cũng rất cần thực hiện cái chương trình dinh dưỡng ngay từ cái lứa tuổi học đường. Đây là một hoạt động rất là có ý nghĩa, thể hiện cái sự chung tay góp sức của doanh nghiệp và cũng là cái trách nhiệm doanh nghiệp của đối với xã hội, đặc biệt là cái tình cảm của doanh nghiệp đối với trẻ em. Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam đã được công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy sáng lập nhằm giúp trẻ em Việt Nam cải thiện thể trạng, phát triển cân đối, hợp lý cả về thể chất lẫn trí tuệ, đặc biệt là hướng đến trẻ em các vùng sâu vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ khô lớn năm 2016 là một phần của chương trình sữa đậu nành học đường đã được Vinasoy triển khai trong nhiều năm. Vinasoy tiếp tục xây dựng cái chương trình quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam với cái quy mô năm nay là mở rộng trên 8 tỉnh trên toàn quốc. Mục tiêu của quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam là mang dưỡng lành đến cho trẻ em vùng sâu vùng xa ở trong cả nước để cải thiện cái về mặt thể chất cho các em, đặc biệt là các trẻ em vùng sâu vùng xa. Với cái sản phẩm Famikit nó đầy đủ các cái dưỡng chất. Chương trình triển khai dưới nhiều hình thức đã cung cấp thêm kiến thức mới cho học sinh, giáo viên và phụ huynh về dinh dưỡng từ đậu nành và tác dụng của nó với sự phát triển cân bằng của trẻ. Thông qua chương trình đã cung cấp thêm nhiều kiến thức mới cho học sinh, giáo viên và phụ huynh về dinh dưỡng từ đậu nành và tác dụng của nó với sự phát triển cân bằng của trẻ em, đồng thời kích thích sự sáng tạo và nhanh nhạy trong học sinh, góp phần cùng với nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục và thể chất cho học sinh bậc tiểu học. Chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sáng nay Ban Liên lạc học sinh khóa học 1963-1971 trường Phan Xào Nam, huyện Phù Cử đã tổ chức lễ tri ân các thầy cô giáo và hội khóa 1963-1971. Buổi tri ân của thầy và trò khóa 1963-1971 của trường Phan Xào Nam diễn ra trong không khí trang trọng, ngập tràn sự biết ơn với thầy cô giáo và bạn bè cùng niên. Gần 30 thầy cô giáo dạy học từ năm 1963 đến năm 1971 tại trường cấp 1 và cấp 2 Phan Xào Nam đã về dự, được ôn lại kỷ niệm sau 45 năm xa cách. Thầy và trò trường Phan Xào Nam đã phát biểu những lời xúc động, hân hoan ngày hội ngộ. Hơn 40 năm trước, ngôi trường Phan Xào Nam là mái tranh vách đất còn mùi rơm rạ. Trong kháng chiến chống Mỹ, thầy và trò trường Phan Xào Nam còn phải đi học nhờ nhà dân với nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng các giáo viên đã truyền thụ cho các thế hệ học sinh tri thức với tất cả tấm lòng của người giáo viên nhân dân, không ngại gian khó vì học sinh thân yêu. Tại buổi lễ, Ban Liên lạc Hội khóa 1963-1971 đã tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trường trung học cơ sở và trường tiểu học Phan Xào Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, cùng với những tin tức thời sự cập nhật trong ngày, chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nghề may gia công giúp nhiều người dân xã Đại Đồng nâng cao thu nhập. Anh Hoàng, thôn Điểm Tây, xã Minh Phượng, tấm gương điển hình trong học tập và làm theo lời Bác. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Nhật Bản và Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận sơ bộ nhằm chia sẻ và bảo vệ những thông tin nhạy cảm về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, một động thái khiến nhiều nghị sĩ đối lập của Seoul tức giận. Thỏa thuận chung về bảo mật thông tin quân sự giữa hai nước đã có cơ hội được ký kết từ năm 2012. Tuy nhiên, Hàn Quốc phải hoãn lại quá trình bởi các ý kiến phản đối trong nước. Trong một thông báo mới đưa ra của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, vòng đàm phán thứ ba đối với vấn đề này đã đạt được thỏa thuận sơ bộ và vòng đàm phán cuối cùng cũng đã được ấn định tiến hành vào cuối tháng 11. Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vốn bị cản trở bởi các tranh chấp về lãnh thổ và quá khứ tội ác của phát xít Nhật đã có dấu hiệu được cải thiện sau các động thái hỗ trợ của Nhật. Tuy nhiên, phe đối lập ở Hàn Quốc vẫn phản đối thỏa thuận và đe dọa sẽ tố cáo Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-ko.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 14 tháng 11 tuyên bố sẽ bất chấp vấn đề nhân quyền để tiêu diệt các phiến quân nhà nước Hồi giáo IS nếu tổ chức này xâm nhập Philippines. Phát biểu trong chuyến thăm thành phố Davao, nơi ông từng làm thị trưởng, ông Duterte nói rằng những kẻ khủng bố ở Trung Đông không hề xứng đáng có được cái gọi là nhân quyền. Ông sẽ không để cho người dân bị tàn sát vì cái cớ nhân quyền. Cùng ngày, văn phòng Tổng thống Philippines ban hành văn bản cho biết ông Duterte cảnh báo sẽ áp dụng hành động quyết liệt để ngăn chặn bạo lực ở nước này. Vấn đề nhân quyền là vấn đề khá nhạy cảm đối với ông Duterte, bởi ông từng bị các tổ chức và chính phủ nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, chỉ trích vi phạm nhân quyền khi phát động chiến dịch chống ma túy đẫm máu, khiến hàng nghìn người thiệt mạng tại Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 15 tháng 11 xác nhận tàu sân bay Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga, đã được triển khai tới Đông Địa Trung Hải và bắt đầu chiến dịch tấn công vào các mục tiêu khủng bố ở Syria. Phát biểu trong cuộc họp với Tổng thống Putin tại thành phố Sochi, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định tàu sân bay duy nhất đã tham gia chiến dịch tấn công khủng bố tại Syria. Tham gia chiến dịch còn có các máy bay Su-32, cũng thuộc biên chế tàu sân bay Kuznetsov. Ông Shoigu khẳng định, các cuộc tấn công đã gây thiệt hại nặng nề cho bọn khủng bố. Mục tiêu tiếp theo sẽ là các kho chứa đạn dược và nhà máy sản xuất vũ khí của các tổ chức khủng bố ở Syria. Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất của Nga và là một phần trong kế hoạch tăng cường hiện diện hải quân ngoài khơi Syria. Đây là đợt triển khai hải quân lớn nhất của Nga trên Địa Trung Hải trong những năm gần đây. Thông báo của quân đội Myanmar cho biết trong vòng tuần qua, họ đã tiêu diệt 69 chiến binh đến từ cộng đồng Hồi giáo Rohingya ở bang miền Bắc Rakhine. Các cuộc đụng độ giữa hai bên đã khiến 69 người thuộc lực lượng dân quân và 10 cảnh sát binh sĩ thiệt mạng. Như vậy, tổng cộng có 102 chiến binh Rohingya và 32 nhân viên an ninh đã bị giết hại kể từ khi xung đột giữa cộng đồng Hồi giáo và chính quyền Myanmar bùng nổ hồi đầu tháng 10. Ngoài ra còn có 234 người khác bị bắt giữ. Đây được coi là đợt xung đột đẫm máu nhất giữa hai bên kể từ năm 2012, khi hàng trăm người thiệt mạng. Chính phủ Myanmar cũ coi 1,1 triệu người Hồi giáo cộng đồng Rohingya là những người nhập cư bất hợp pháp đến từ Bangladesh và đã từ chối công nhận quyền công dân của họ. Một tòa án của Ai Cập đã hủy bỏ bản án tử hình đối với cựu Tổng thống Mohamed Morsi và ra lệnh tiến hành xét xử lại. Tổng thống bầu cử dân chủ đầu tiên của Ai Cập Mohamed Morsi đã bị lật đổ bởi một cuộc đảo chính của quân đội vào tháng 7 năm 2013. Tổ chức Anh em Hồi giáo hậu thuẫn của ông cũng bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Kể từ đó đến nay, ông đã nhiều lần bị đưa ra tòa với các cáo buộc như làm gián điệp, lãnh đạo tổ chức bất hợp pháp, ăn cắp tài liệu, làm lộ bí mật quốc gia. Ông nhận một án tử hình, nhiều án tù giam với thời hạn từ 20 năm tới chung thân. Việc hủy bỏ án hôm thứ Ba có nghĩa Morsi sẽ không bị tử hình nữa. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ tiếp tục phải ngồi tù. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vừa qua tuyên bố các nỗ lực chống biến đổi khí hậu sẽ không thể dừng lại và bày tỏ hy vọng Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ từ bỏ kế hoạch đưa nước Mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Phát biểu tại hội nghị về biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại Maroc, Tổng thư ký Ban Ki-moon nhận định biến đổi khí hậu đang có những tác động khủng khiếp từ Nam Cực đến Bắc Cực. Ông lưu ý, năm nay có thể sẽ là năm nóng nhất kể từ khi bắt đầu các số liệu đo đạc vào thế kỷ 19. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ hy vọng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ từ bỏ tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Thỏa thuận khí hậu Paris đã có hiệu lực từ đầu tháng 11 sau khi có được sự phê chuẩn của hơn 100 quốc gia, trong đó có Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.